đây các bạn nhá, hiện tại đang có mặt ở chợ chim này. Đấy, chợ chim này là chợ chim trước là chợ chim cảnh bờ sông Lạng Sơn ấy, ở ngay đền cùng thì bây giờ là chuyển sang sang bãi đất ở khu vực chợ Giếng Vuông các bạn nhá. Đấy, hôm nay anh em mang chim ra khá là đông này. Rất nhiều anh em mang chim này. Bây giờ đưa anh em đi tham quan chợ chim cảnh này nhá. Chợ chim cảnh này được mở vào ngày mùng 2 mùng 7 12 17 22 27 âm lịch hàng tháng. Đào màu khuyên. Đây, khu vực này khu chính của chợ chim này. Chợ này bán cũng có khá rất nhiều các loại chim. Đây một cái lồng kẹp vào rồi. Đây. Chợ này bán các loại phụ kiện lồng. Chào màu chưa lửa. Con này ở Đông A Vinh của nó chơi nhiều đấy. Sáng rồi. Mua vừa vừa đấy nhá, để anh em mua đấy nhá. Tao đánh rồi đấy. Hết chim ấy. Mai em ra đem thu phí hết thôi. Để anh em còn mua nữa chứ. Em lấy thì còn ai mua. Chim ít như người nhiều. Người ai con ơi. Mai em làm số hộ đóng hộ. Đi về chưa? Hả? Chờ mau chờ được đây. Chắc một vài không? Mua để bán hết rồi. Đấy, rất nhiều trò màu. Đấy, chợ kéo dài đến tít trên kia. Đấy, trên này cũng có một số lồng. Bên này cũng thế, bên này bên trên kia cũng chim có. Càng ngày chợ càng đông ấy. Bên này bán cám, các loại cám nó chim đầy đủ các loại cám. Họ mi. Đấy, bên này trên này vẫn là bán lồng bán chim. Trên này có mấy con họ mi của này. Mấy đấy mấy bác này. Họ mi. Đấy, ngay trên này thì mấy con gà rừng này anh em này. Đấy, gà rừng 4 con. Ế gà. Khó bán đâu. Gà rừng. Gà rừng. Còn bên trên này thì có một số con chim họa mi, các loại dòng chim họa mi. Đây.
Chè lửa nhiều nhờ. Chè lửa 6 chả màu. Đây có một con chè than. Chè than. Bên này có một con chè lửa. Sáu đá, sáu mỏ vàng, chân vàng. Những con chè lửa đây có giá 300.000 một con chè lửa này. À, hút mật, dòng chim hút mật mồi, khuyên, chim khuyên, hút mật nhé, mật và khuyên, chè lửa bên anh có này, đây một dây này có một chim quế lâm, khiếu đầu bạc, sáo, cung cái, ngũ sắc cũng có này. Hút mật ngũ sắc này. Thank you.